Bạn gái Quang Hải, quá nhiều fan nữ nhắn tin cho bạn trai tôi. Chịu nhiều áp lực trước dư luận khi công khai mối quan hệ với Quang Hải, Nhật Lê vẫn luôn tự nhủ sẽ có một ngày mọi người gọi mình với cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho, chứ không phải là bạn gái Quang Hải. Sau khi tham gia debut, dường như dấu ấn chị để lại trong lòng khán giả còn khá mờ nhạt. Tôi đi thi với tâm lý cọ sát và học hỏi kinh nghiệm, chứ không đặt nặng việc mình phải đạt giải cao. Vì tôi biết mình ở đâu, phong cách âm nhạc tôi tham dự trong cuộc thi cũng không phải là thế mạnh của tôi. Nhưng sau khi thử sức, tôi đã lựa chọn được phong cách phù hợp với bản thân mình và quyết tâm theo đuổi nó. Có lẽ chị gặp không ít khó khăn khi quyết định dấn thân vào con đường ca hát. Tôi gặp rất nhiều khó khăn khi quyết định đi theo con đường nghệ thuật. Muốn phát triển tốt, thứ nhất bạn phải có kỹ năng tốt, nhưng điều đó tôi vẫn đang phải trau dồi mỗi ngày rất nhiều. Thứ hai là bạn phải có kinh nghiệm, còn tôi thì quá trẻ, thì vẫn thiếu sót rất nhiều điều đó. Vì vậy hiện tại tôi không muốn mình phải chứng tỏ hay thể hiện mình giỏi. Tôi muốn mình có một nền tảng vững chắc để có thể bước đi từ từ trên con đường này. Mỗi khi nhắc đến Nhật Lê, người ta thường gọi chị là bạn gái Quang Hải, chị nghĩ gì về điều đó? Tôi và Quang Hải bắt đầu tình cảm được 2 năm. Lúc đầu tôi khá áp lực, nhưng sau này tôi đã quen dần với điều đó. Tôi là bạn gái Quang Hải là sự thật, nên tôi thấy mọi người gọi thế cũng không sao. Điều đó cũng phần nào cho thấy tôi chưa tạo được dấu ấn của riêng mình. Hiện tại tôi đang bắt đầu đi theo con đường để chứng minh với mọi người và hy vọng trong tương lai mọi người biết tôi là Nhật Lê, chứ không chỉ với danh xưng bạn gái Quang Hải. Bạn trai có ủng hộ chị theo đuổi nghệ thuật. Từ trước tới giờ tôi làm gì Hải cũng ủng hộ. Thời gian tôi đi thi gặp khá nhiều áp lực, Hải luôn nói với tôi rằng tôi hãy làm những gì mình thích, thoải mái là được. Tôi cũng không phải là người để ý tới những nhận xét của người khác quá nhiều. Rất nhiều người có bình luận ác ý như vậy, chị có buồn, tôi cảm thấy tổn thương khá nhiều. Nhưng những lời như vậy cũng không phải ít, hiện tại tôi đã đỡ hơn nhiều khi tự điều chỉnh tâm lý trước bản thân. Bên cạnh những lời bình luận tiêu cực còn có rất nhiều người ủng hộ nên tôi thấy đỡ hơn rất nhiều. Quang Hải luôn nói tôi hãy bỏ ngoài tai những dư luận không hay đó. Chúng tôi biết rõ về nhau như thế nào, tình cảm của chúng tôi ra sao mới là điều thực sự quan trọng. Tình yêu của chị và Quang Hải bị nhiều người chú ý như vậy, có khi nào chị cảm thấy quá áp lực và muốn buông bỏ? Tình cảm của chúng tôi sẽ bị mất tự nhiên đi nhiều, vì nhất cử nhất động đều dễ bị mọi người chú ý. Có một thời mọi người đồn tình cảm chúng tôi rạn nứt vì tôi khóa trang cá nhân. Điều đó hoàn toàn không đúng sự thật, nhưng chúng tôi thường im lặng. Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ chúng tôi hết tin tưởng ở nhau. Điều tôi không mong muốn nhất đó là hai bên gia đình sẽ không yên tâm khi đọc được những bài báo không hay về hai đứa. Nhờ tài năng, Quang Hải được rất nhiều fan nữ để ý và bày tỏ tình cảm, chỉ có bao giờ ghen về những việc như vậy. Quá nhiều fan nữ nhắn tin cho bạn trai tôi. Tôi thấy chuyện Quang Hải được mọi người yêu quý là chuyện rất tốt, vì mọi người dành tình cảm theo kiểu hâm mộ thì đó là chuyện bình thường. Với những người có tình cảm đơn phương với Quang Hải, tôi cũng không thể can thiệp điều đó. Tôi chỉ quan trọng bạn trai của mình như thế nào. Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng hay lép vế khi yêu Hải, do anh ấy cho tôi một cảm giác an toàn khi ở bên. Điểm gì ở Quang Hải khiến chị thấy trân trọng anh ấy? Quang Hải không phải người lãng mạn, anh ấy rất hiền và ít nói. Hải thường không thể hiện nhiều, nhưng tôi cảm nhận được điều đó. Những ngày lễ, Hải luôn có mặt ở bên động viên tôi, điều đó khiến tôi hạnh phúc nhất. Hải thường phải thi đấu xa nhà, nhưng trước khi thi, anh ấy đều nhắn tin gọi điện và đến nơi Hải cũng thông báo cho tôi biết. Đó chỉ là hành động nhỏ nhưng thể hiện nhiều điều. Tôi nhớ nhất ngày đầu chúng tôi gặp nhau, sau một thời gian vô tình nói chuyện với nhau, chúng tôi quyết định gặp và mời nhau đi ăn. Hôm đó Hải rất ga lăng, để lại nhiều ấn tượng trong tôi. Gần đây mọi người chê Nhật Lê kém sắc nhất trong dàn bạn gái, những cầu thủ khác chị phản ứng thế nào? Tôi thấy cũng bình thường, vì bạn trai cảm thấy mình như thế nào mới là điều quan trọng. Hải cũng không bao giờ để ý những việc này. Mọi người cũng bàn tán về việc tôi phản ứng lại với những bình luận khiếm nhã. Tôi nghĩ rằng nhiều người bình luận khá khó chịu và thiếu lịch sự, không tôn trọng người khác nên tôi mới đáp trả. Còn bình thường tôi rất ít khi như vậy. Vì mọi người chú ý nhiều nên tôi cũng phải cân nhắc và tiết chế rất nhiều khi đăng tải điều gì trên mạng xã hội. Điều đó làm tôi mất tự do vì tính tôi khá thẳng. Nhiều cầu thủ khi công khai chuyện tình cảm thì sự nghiệp sa sút vì lơ đãng. Chỉ có bao giờ cân nhắc việc sẽ làm gì đó để bạn trai tập trung hơn trong sự nghiệp? Mọi người sẽ có một công việc của riêng mình. Tôi nghĩ bản thân cứ tập trung thì sẽ làm tốt chuyện tình cảm đôi khi. Không những không gây ảnh hưởng mà còn là động lực giúp nhau cố gắng phấn đấu hơn thì sao? Tôi nghĩ nếu để ảnh hưởng là do mỗi cá nhân chứ không vì ai cả. Chị có sẵn sàng đối mặt với việc yêu xa nếu Hải sẽ thi đấu tại nước ngoài? Tôi luôn sẵn sàng vì đó là mơ ước của Quang Hải. Chúng tôi đã bàn với nhau chuyện này và đều đồng ý sẽ luôn ủng hộ nhau. Việc yêu xa cũng không có quá nhiều khó khăn vì công nghệ hiện đại, vấn đề là cả hai phải tin tưởng nhau.
Tôi cũng không sợ bạn trai sẽ vướng vào nhiều scandal tình cảm. Nếu điều đó xảy ra, tôi nghĩ điều đó có lý do và mình phải xem lại bản thân mình trước. Chị có bao giờ ân hận vì đã công khai tình cảm này? Hải là người đã công khai chuyện này chứ không phải tôi. Và chuyện này đã công khai rất lâu rồi chứ không phải khi Hải nổi tiếng, nên tôi cũng đành phải tự cân bằng mọi chuyện. Suýt xoa trước hành động ý nghĩa của dàn sao Việt trước thềm Tết đến xuân về. Với những phần quà phong bao lì xì may mắn thì các nghệ sĩ luôn hy vọng người dân sẽ có được cái Tết ấm áp hơn. Henny đã có mặt tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La để thực hiện chuyến đi thiện nguyện cuối năm cùng bà con vùng cao. Hình ảnh giản dị của cô trong lúc đi phát quà đã khiến nhiều người xúc động. Nghệ sĩ hài Việt Hương đã trao tặng vài trăm suất quà đến tay người dân. Đợt này Việt Hương đã trao tặng 40 triệu, 1.000 ký gạo, 400 hộp bánh, 400 thùng mì gói, 400 chai nước mắm, 400 chai nước tương do nghệ sĩ cùng các mạnh thường quân và nhà tài trợ quyên góp. Cô đã đích thân rong ruổi trên khắp các nẻo đường Sài Gòn để gặp gỡ và tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn, những số phận mưu sinh giữa đêm. Khép lại năm 2018 với nhiều vận đen, Tuấn Hân cùng với anh em đã trao tặng 2 căn nhà, 2 con ngé cho người dân khó khăn tại tỉnh Yên Bái. Anh luôn khiến mọi người ngưỡng mộ vì tấm lòng nhân hậu, luôn đi đầu trong các phong trào thiện nguyện. Ngọc Trinh vừa về quê Trà Vinh đã chuẩn bị rất nhiều gạo mì gói để dành tặng cho mọi người. Hàng năm cô và người thân luôn tận tay gửi tặng mọi người quà bánh và cả tiền lì xì. Chẳng những thế, cô còn đến tỉnh xa để tiếp tục mang niềm vui dịp cuối năm cho người dân. Trương Quỳnh Anh rủ rê fan club cùng mang lại niềm vui cho mọi người khi mùa xuân về. Tất cả các hành động đẹp như thế này của các nghệ sĩ luôn cần được giữ gìn và phát huy. Chính tấm lòng này đã giúp mọi người cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn, xóa đi khoảng cách giữa người nổi tiếng và khán giả gần xa. Trang Nhung hé lộ rõ mặt quý tử sau một năm úp mở. Trong ngày sinh nhật tròn 1 tuổi của con trai, Trang Nhung mới chịu hé lộ rõ mặt cậu bé. Đúng ngày sinh nhật tròn 1 tuổi của con trai, Trang Nhung mới chịu hé lộ cận mặt quý tử nhà mình. Lần đầu tiên cho bạn gấu xuất hiện vào ngày đặc biệt, con trai của mẹ đã 1 tuổi rồi. Happy birthday chàng trai tháng giêng của mẹ. Cảm ơn cuộc đời đã đem các con đến bên bố mẹ, yêu lắm. Trang Nhung viết, bạn bè người hâm mộ đồng loạt gửi lời khen ngợi xuýt xoa về vẻ ngoài kháu khỉnh của cậu bé. Con trai thứ hai của Trang Nhung và chồng đại gia có tên gọi ở nhà là Gấu. Bé được nhận xét giống bố và sở hữu đôi mắt to tròn giống chị gái và mẹ. Trang Nhung và chồng đại gia công khai mối quan hệ năm 2013. Được biết, ông xã Trang Nhung là giám đốc một công ty truyền thông. Cô sinh con gái đầu lòng vào tháng 4, 2015. Đến năm 2016, vợ chồng Trang Nhung kết hôn và có thêm một cậu quý tử đáng yêu kháu khỉnh vào đầu năm 2018. Trang Nhung lần đầu hé lộ rõ mặt cậu quý tử sau một năm úp mở. Trên trang cá nhân, cả gia đình Trang Nhung vẫn thường xuyên đi du lịch, nhưng chỉ chia sẻ hình ảnh cô con gái đầu lòng. Hình ảnh cậu trai út luôn được úp mở thế này trong suốt một năm qua. Nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ và chồng soái ca khoe ảnh cưới đậm chất Tết. Ngoài những khoảnh khắc lung linh trong trang phục áo cưới, thì cả hai còn chuẩn bị thêm một bộ ảnh mang đậm đặc trưng ngày Tết. Mới đây, khán giả rất bất ngờ khi cặp diễn viên Vũ Ngọc Ánh và anh Tài thông báo họ sẽ chính thức tổ chức đám cưới với nhau sau một khoảng thời gian hẹn hò. Điều mà người hâm mộ vui mừng khi thấy sau những lần chia tay tranh cãi kịch liệt thì cả hai vẫn quay về bên cạnh nhau. Nhân dịp báo tin vui trong ngày xuân về nên cặp đôi quyết định chụp một bộ ảnh cưới cho phù hợp với không khí ngày Tết. Chọn bối cảnh là chùa Ông, Nghĩa An Hội Quán và có thêm sự xuất hiện của con Lân khiến cho những khung cảnh của hai vợ chồng thêm phần ấn tượng. Tà áo dài lụa đỏ không chỉ gợi nhắc không khí xuân mà còn thầm gửi gắm ước vọng hạnh phúc cuộc sống hôn nhân dài lâu đối với Yên Ương. Được biết, cả hai gặp nhau rất tình cờ trong bữa tiệc ra mắt bộ phim. Chỉ với lần đầu tiên gặp nhau, cả hai đã có ấn tượng rất tốt về đối phương và quyết định tìm hiểu. Lúc mới tìm hiểu, tôi và anh Tài có rất nhiều điểm chung, cả hai cùng tuổi, cùng nhóm máu, ngày sinh nhật sát nhau và cùng thần tượng Châu Tinh Trì, Vũ Ngọc Ánh chia sẻ. Khi nói đến chuyện tình yêu với khá nhiều sóng gió thì nữ diễn viên bộc bạch chân thành,
Đến bây giờ tôi vẫn không nhớ chúng tôi chia tay bao nhiêu lần. Cứ được vài tuần vài tháng là hai đứa chia tay rồi trở về bên nhau. Đỉnh điểm là chúng tôi từng đi Mỹ chụp ảnh cưới ở Mỹ, nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung và thế là chia tay. Lần ấy tôi nhớ chúng tôi chia đến nửa năm, tuy nhiên thật sự trong lòng vẫn không thể quên được nhau nên quyết định ngồi xuống nói chuyện tìm cách giải quyết vấn đề. Và như mọi người cũng đã thấy, cuối cùng chúng tôi đã quyết định chấm dứt cuộc sống độc thân bằng một đám cưới sẽ diễn ra vào thời gian tới. Trải qua nhiều sóng gió chia tay vài lần thì họ không thể thiếu nhau trong cuộc sống, quyết định đi đến tương lai bằng một đám cưới ý nghĩa. Nhiều khán giả bất ngờ trước thông tin cả hai từng chụp ảnh cưới nhưng vẫn chia tay và giờ đây sẵn sàng làm bạn đời của nhau trong tương lai. Dàn mỹ nhân Việt nô nức tân trang nhan sắc ngoại hình để đón Tết 2019. Vừa qua, người hâm mộ vô cùng thích thú khi Thánh Lầy Vi Bích Bích Phương chia sẻ hình ảnh với mái tóc ngắn cá tính. Tuy không phải lần đầu để tóc ngắn, nhưng nữ ca sĩ cũng nhận được rất nhiều lời khen cho tạo hình này. Có lẽ gần đến Tết, Bích Phương bị bố mẹ hối lấy chồng nhiều quá nên cũng phải thay đổi ngoại hình một chút để đón tìm người yêu dẫn về ra mắt gia đình dịp Tết chăng. Dù tóc ngắn hay dài, Bích Phương đều rất xinh đẹp. Diệu Nhi có lẽ là mỹ nhân Việt đầu tiên đi đầu trong phong trào tân trang nhan sắc cho dịp cuối năm. Vốn luôn gắn với hình ảnh mái tóc dài, bỗng nhiên cô nàng lại thay đổi với mái tóc tomboy cực ngầu. Thế nhưng với gương mặt vừa lai xinh đẹp, cô nàng nhận được nhiều lời khen ngợi với mái tóc này. Hoàng Thùy Linh cũng nói gót đàn chị, nhưng chị khoác thêm áo mới cho mái tóc của mình mà thôi. Trước đó tóc của Thùy Linh có màu vàng khá sáng, với làn da trắng nõn nà không tì vết, màu tóc này giúp người đẹp rạng rỡ hơn. Thế nhưng nữ ca sĩ cũng quyết định thay đổi màu tóc của mình một chút cho mới mẻ và trầm hơn để trở thành cô gái ngoan trong mắt ông bà khi về thăm gia đình dịp Tết. Màu tóc này cũng rất đẹp và hợp với cô nàng. Cũng tú tách nhan sắc xinh đẹp cho dịp Tết này, cô em Nhật Hà lại quyết định chơi lớn hơn khi nâng cấp hàm răng của mình để có nụ cười rạng rỡ. Vừa chia sẻ những hình ảnh đầu tiên sau khi bọc hàm răng của mình, người đẹp sinh năm 1996 nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, cũng như người hâm mộ cả nước, có thể thấy rõ sự khác biệt ở nụ cười của Hà. Cô em út này có lẽ là mỹ nhân chịu chi nhất cho dịp Tết khi vừa làm răng hôm trước, hôm sau đã khoe ảnh nhuộm tóc mới.